phải lớp chuyển cuối chứ. Ok, cảm ơn người bạn này cũng đi theo học với mình rất nhiều lớp phát triển bản thân đúng không ạ? Và cuối cùng chúng ta gặp nhau ở đây, cảm ơn Lai rất nhiều. Khao khát lớn nhất của mình là thấy bạn thành công, thấy bạn hạnh phúc. Và khát khao lớn nhất nữa là bạn hãy nỗ lực để trong thời gian ngắn nhất chúng ta sẽ chỉ làm những việc chúng ta thích thôi, đúng không? Và ngoài cái chuyện đó ra thì chúng ta còn được sống một cái cuộc sống an lạc về tâm hồn. Mình cũng chúc cho bạn đạt được điều đó. Thay mặt công ty có món quà nhỏ tặng cho bạn. Em có lời phát biểu thì thực ra khi khóa học của thầy Tần á, thì đến đây thì em cứ nghĩ là mình học về cái tài chính. Tại vì em thì cũng là từ kinh doanh rồi mình chuyển sang dần qua đầu tư, và mình cứ nghĩ là đến đây học về đầu tư thôi, nhưng mà thực ra qua ba ngày học thì bài học mà em nhận được nhiều nhất đó là làm người. Tại mình làm giàu thì là cái chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà làm người cũng quan trọng. Thì những cái chia sẻ của thầy Tần mặc dù rất là đơn giản, nhưng mà chính cái đơn giản đó nó lại có lợi thế. Khi mà thầy nói một ngôn ngữ đơn giản thì đến nỗi mà bà ngoại cũng hiểu được thì mọi người sẽ hiểu. Em tiếp tục như vậy đi, cứ vậy thôi. Ok, cảm ơn bạn. Thứ hai là trong quá trình học thì em nhận thấy rằng là cái để thành công thì mình cần ba yếu tố. Thứ nhất là mình cần có môi trường. Thì các bạn học viên đây là có môi trường rồi, và chắc chắn thì Lai cũng hy vọng là sau khóa học này thì thầy hoặc là công ty GF thì cũng có những cái cách tổ chức làm sao kết nối các bạn. Thứ hai là mình có cái hệ thống, từ cái hệ thống là mình đã bài học, mình đã làm học rồi, mình học xong rồi mình có bộ công cụ, mình có hệ thống rồi. Và cái yếu tố thứ ba nữa là mình cần phải có một cái người coach, một cái người mentor giỏi. Thì nếu mà Lai cũng khuyên là nếu bạn nào có điều kiện thì cũng nên là đi sâu vào. Tại vì các bạn thấy là hầu như một vận động viên nào cũng vậy, người ta càng chuyên nghiệp người ta lại cần càng phải có các cái coach giỏi. Thì là thấy là ba yếu tố đó thì các bạn đã thành công. Và sau cái khóa học này thì các bạn trở về với cuộc sống đời thường, thì Lai cũng mong mỏi rằng là các bạn đừng có lúc nào cũng vậy, đừng có quên cái con quỷ trong mình. Tại vì cái nỗi sợ, cái sự lười biếng và cái sự lòng tham, nỗi sợ, sự lười biếng và cái sự chần chừ, nó sẽ giết chết các bạn. Lúc nào các bạn không biết, thành ra mình đừng có quên con quỷ trong mình. Mình cố gắng, mình sẽ làm những gì tốt để tôi thúc. Và quan trọng là các bạn tham gia thì đã nói tham gia thì phải hành động. Các bạn hành động đi, cứ làm sai, sửa, sai đâu sửa đến đó. Không thể ai mà biết trước được rằng mình cứ làm mình sai sửa thì sẽ nghĩ đến đó thành công. Và cuối cùng cũng chúc thầy, chúc gia đình thầy và chúc công ty GFP càng ngày càng phát triển, và làm sau đó thầy giữ được cái lửa này, tại vì thực ra có rất là nhiều người cần. Cảm ơn bạn. Ok. Rồi.